Quốc hội tiến hành phê chuẩn bộ nhiệm ba phó thủ tướng chính phủ, bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường, bộ trưởng bộ tư pháp, bầu chánh án toán nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và bế mạc kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau một ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của đảng, pháp luật nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu quốc hội. Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ tranh án toán nhân dân tối cao đối với đồng chí Nguyễn Hòa Bình và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026. Miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đối với đồng chí Lê Minh Trí để bầu giữ chức chánh án toán nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước. Về chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Trần Lưu Quang vì đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bầu đồng chí Nguyễn Huy Tiến giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng để Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 5 Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Phước giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Sơn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Duy giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nghỉ công tác. bản nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lê Thanh Vân.